Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân dịp hội ngộ của trường Trung học Võ Thánh và nữ trung học Nha Trang, chúng tôi có dịp gặp lại đồng môn Nguyễn Đình Sải. Anh đến từ Seattle, tiểu bang Washington, nhân dịp hội ngộ. Chúng tôi hôm nay chương trình phỏng vấn và tìm hiểu Bùi Dương Liêm, một vùng hoa thịnh đốn, hân hạnh được tiếp chuyện với người đồng môn có thể nói đến nay là 46 năm mới gặp được. Cảm ơn anh Liêm. Trước hết, Quynh Đình Sài xin hân hạnh được kính chào khán thính giả của Đài Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Và rất là cũng hân hạnh được gặp gỡ anh Liêm, cũng như anh Liêm đã cho cơ hội để đến đây chào các thính giả, đồng thời nói lên cái nỗi lòng mình đối với đất nước hiện nay. Kính thưa quý vị và khán thính giả của chương trình truyền hình, kỹ sư Nguyễn Đình Sải, anh đến định cư di tản vào thời điểm năm 1975, ngay khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, và từ năm 75 cho đến bây giờ, anh luôn luôn ưu tư về vận mạng đất nước, cũng như anh đã đóng góp rất nhiều trong lĩnh vực hoạt động chính trị tại hải ngoại liên tục 36 năm. Kính thưa kỹ sư Nguyễn Đình Sải, kính thưa anh, hiện nay trong cái giây phút mà chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì có lẽ trong những giờ kế tiếp là người độc tài Gaddafi ở tại Libya đang vào những giây phút cuối cùng sau 42 năm họ cầm quyền tại Libya. Nhìn cái hình ảnh trong những ngày qua, chúng ta ước gì đất nước có những ngày giây phút đó. Và trong cuộc phỏng vấn hôm nay, chúng tôi biết khi gặp Sài, anh Sài luôn luôn đặt tới những cái vấn đề ưu tư cho đất nước và dân tộc. Xin anh có thể đề cập hiện nay những cái vấn đề quan trọng, những vấn đề nào có tính cách quan trọng của đất nước mà anh Sài hôm nay muốn chia sẻ. Cảm ơn anh Liêm. Trước khi trả lời câu hỏi đó, thì cũng muốn nói đến một điểm mà anh Liêm đã nêu ra trong cái tình trạng hiện nay, vấn đề nóng bỏng nhất thực sự. Cho thấy rằng mặc dù một chế độ đã củng cố bao nhiêu năm trường, chế độ độc tài đó áp đặt cái hệ thống cai trị trên dân của họ, thế mà đến khi nhân dân quyết định nổi dậy và bất chấp tất cả những hiểm nguy, thì chế độ độc tài đó cũng phải ra đi. Nhờ vào cái ý chí của dân tộc, nhưng mà đồng thời cũng nhờ vào cái cách thức tổ chức của các lực lượng yêu nước và sự hỗ trợ vô điều kiện của quốc tế, thì áp dụng vào trường hợp đó đối với đất nước Việt Nam, nó cũng là một kinh nghiệm để khuyến khích đồng bào chúng ta không sợ bảo vệ Việt Cộng và phải đứng lên để giành lại quyền làm người của dân tộc Việt Nam mình, để cứu nước và giữ nước từ nay về sau. Thì trả lời câu hỏi của anh là những cái quan điểm đấu tranh hiện nay, tôi thấy là đối với vấn đề hiện nay của đất nước, điều quan trọng nhất là việc Trung Cộng đang lấn chiếm đất nước Việt Nam từ bao năm qua. Trung Cộng kể từ năm 1950 với kế hoạch Đại Trung Quốc muốn thống trị và đồng hóa nguyên cả vùng Đông Nam Á, mà nạn nhân khởi đầu là bốn nước, đó là Việt Nam, Miến Điện, Cao Nguyên và Lào. Với cái kế hoạch đầu tiên đó, Trung Cộng đã không ngừng lợi dụng tất cả mọi trường hợp để
từ từ lấn chiếm Việt Nam theo kế hoạch Tam Bản Dâu, mà khởi đầu cho chúng ta thấy là bức công hàm của Phạm Văn Đồng chí ngày 14 tháng 8 công nhận bản tuyên bố của Trung Quốc đưa ra 10 ngày trước hôm đó, xác nhận Biển Đông là nội hải của họ và xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của họ. Phạm Văn Đồng đã lên tiếng ra, hoàn toàn tán thành cái bản tuyên bố đó. Đó là một hành động bán nước, đó là một bức công hàm bán nước của một đảng phái mà chỉ lo quyền lợi của đảng, đặt lên trên quyền lợi của dân tộc. Và kể từ đó về sau, chúng ta thấy rằng với những cái sự thỏa hiệp liên tiếp mà đã đưa ra ánh sáng, chúng tôi không có nói đến những điều mà đồng bào đã biết. Thí dụ như là việc mà chúng đã chiếm Hoàng Sa và một phần của Trường Sa, chúng đã chiếm một phần của biên giới, chúng đã chiếm hầu hết vịnh Bắc Việt. Bây giờ tôi chỉ nói đến những điều mà đồng bào chưa biết hay là biết rất ít giới hạn. Chẳng hạn như cái hiệp ước ngầm mà không bao giờ họ tuyên bố ra là cái quyền khai thác dầu khí ở vùng vịnh Bắc Việt. Mà trên cái căn bản đó, hiệp ước mật, đó là cho Trung Cộng hoàn toàn cái quyền làm chủ cả vịnh Bắc Việt để chúng có thể xây dựng một hệ thống tấn công quốc phòng đặt ngay gần Bạch Long Vĩ, đảo Bạch Long Vĩ, ở ngay giữa Biển Đông ở trên vịnh Bắc Việt để nhắm vào thủ đô Hà Nội mà Việt Nam, Việt Cộng hoàn toàn không hay biết. Nhưng qua hệ thống USCIS của Hoa Kỳ rất là rõ ràng, chúng tôi biết được cái âm mưu đó và cái sự xây cất đó. Đó là tại sao mà trong mấy năm trước cũng như cho đến bây giờ, đồng bào Việt Nam đánh cá qua các vùng đó đã bị tàn hại và bị bắt giữ, là tại vì họ không muốn khám phá những hành động âm mưu bí mật của Trung Cộng. Một mặt khác, những điều mà đồng bào cũng chưa biết cũng như là thế giới không hay biết, kể cả những người am hiểu về tình hình, đó là việc khai thác các mỏ bauxit. Và trên nguyên tắc mà đồng bào có thể được biết được đó là những cái nguy hiểm về vấn đề môi sinh, nhưng mà đó chỉ là cái bình diện về bên ngoài thôi. Thực chất ở bên trong đó, nguy hiểm gấp trăm lần, không phải là cái nguy hiểm về môi sinh, về khai thác các quặng mỏ bauxit, mà cái việc nguy hiểm chính đó, là Trung Cộng đã và đang thiết lập một hệ thống công sự và quốc phòng phòng thủ đối với thế giới, ngăn chặn các lực lượng của đồng minh khi chiến tranh xảy ra. Thì các cái hệ thống quốc phòng đó nó liên hệ với hệ thống trắc nghiệm toàn cầu gọi là GPS, đặt dọc theo rặng Trường Sơn, nhiều cứ điểm và được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cho nên những người gọi là nhân công khai thác bauxit là đều là những người lính của Trung Cộng đã được huấn luyện và cái khả năng quốc phòng nó lên rất là cao để bảo vệ các công sự phòng thủ đó mà không ai có thể xâm chiếm. Cho nên khi chiến tranh xảy ra thì hệ thống GPS của Trung Cộng sẽ có cái mãnh lực là phát hiện ra tất cả những người xâm nhập ở Biển Đông. Và cái kế hoạch xâm chiếm Biển Đông như vậy đó là xâm chiếm theo cái bản đồ chính gạch của Trung Cộng, thì cái sự xâm chiếm đó nó sẽ có tính cách về lâu về dài nhờ cái sự bảo vệ của các cái công sự phòng thủ GPS.
Đó là một cái âm mưu mà hiện tại đồng bào chưa biết, và các cơ quan và kể cả những người mà có tâm huyết đối với đất nước cũng không có cơ hội biết. Nhưng chúng tôi biết bởi vì về nghề nghiệp chúng tôi đã được biết, và có một số những cái sự liên hệ mà chúng tôi không có được phép nói ra ngày hôm nay. Thì đó là tôi trình bày, anh thấy khi anh có câu hỏi về cái hiện tình của đất nước và những cái vấn đề nghiêm trọng nhất hiện tại là như vậy. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng. Thưa anh Sài, trước cái hiểm họa của Trung Cộng, chúng ta biết là bây giờ cái nghĩa vụ mà cứu quốc là cả một cái sự đồng tâm của toàn thể người Việt Nam, không những trong mà ngoài nước. Thì thưa anh, qua cái vấn đề hồi nãy trước khi chuyển câu hỏi cho anh, chúng tôi có nói là tại Libya hiện nay chúng ta đang ngồi nói chuyện thì tất cả những cờ của nhà độc tài mà trị vì 42 năm đang hiện nay đang từ từ kéo xuống, và cái lá cờ mà 42 năm không được hiện diện trên Libya, và ngày hôm nay khi Bùi Dương Liêm và Nguyễn Đình Sài đang nói chuyện ở trong phòng tu hành thì các cờ 42 năm trước của Libya hiện nay đang từ từ kéo lên và trên toàn thế giới được nhìn lại lá cờ đó. Thì câu hỏi của chúng tôi kế tiếp, hiện nay có hai cái khuynh hướng trong vấn đề cứu quốc, cái nạn gọi là Trung Cộng đang cưỡng chiếm và lấn chiếm Việt Nam. Thì bây giờ có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là bây giờ chúng ta hợp tác với nhau, với hải ngoại, nghĩa là gì? Cờ đỏ và cờ vàng, chúng ta cùng nhau chống Trung Cộng. Và cái khuynh hướng thứ hai là gì? Dứt khoát song song mà gọi là chúng ta chống Trung Cộng, chúng ta cũng tẩy chay và hoàn toàn hất bỏ Cộng sản Việt Nam. Hai khuynh hướng đó, nhận định của Nguyễn Đình Sài. Một cách tóm lược, dứt khoát là chúng ta phải theo khuynh hướng số 2. Tôi nói lý do tại sao. Bởi vì chúng ta đã nhận định trong mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lo cho quyền lợi của Đảng mà không hề chú tâm đến quyền lợi của đất nước, và đã bán nhượng đất đai cũng như lãnh hải cho Trung Cộng biết bao nhiêu lần rồi. Thì không thể nào có được cái viễn tượng là một ngày đó, một ngày nào đó Việt Cộng sẽ hồi tâm lại và hòa nhập với đại khối đồng bào để chống lại Trung Cộng. Mà nếu có cái ngày đó thì cái ngày rõ ràng là Việt Cộng đã giải thích từ đầu. Nếu họ có được cái tâm huyết đó thì hiện tại họ đã là trong năm qua, những năm qua cũng như ngay bây giờ, họ đã chứng minh cho thế giới thấy rõ, cho đồng bào Việt Nam thấy rõ rằng họ là một cái lực lượng vô cùng yếu kém về vấn đề cứu nước, đã làm thất thoát quyền lợi, những tài nguyên của đất nước từ bao năm qua. Thì nếu họ có lương tâm, họ có ý chí bảo vệ đất nước thì họ phải thoái nhượng ngay từ bây giờ. Nhưng mà không bao giờ có trường hợp đó. Cho nên câu dứt khoát là cờ đỏ không thể nào được cho phép xuất hiện tại bất cứ nơi nào có chính nghĩa quốc gia và chính nghĩa phục vụ dân tộc. Tổ chức nào ở hải ngoại mà chủ trương, hay là cá nhân nào tại hải ngoại mà chủ trương để cho phép cờ đỏ và cờ vàng song hành tại hải ngoại, là tổ chức đó trá ngụy và có tính cách là ngấm ngầm phục vụ để làm lợi cho Cộng sản. Và những tổ chức đó có thể là tương tự như là những con tắc kè mà đổi màu bất cứ lúc nào. Thì có thể là nhân danh chính nghĩa quốc gia nhưng mà hành động làm ngược lại, nó không khác gì làm lợi cho Việt Cộng, còn nguy hiểm hơn nữa. Nói tóm lại, tôi chủ trương rằng và dứt khoát chủ trương không thể nào cho phép cờ đỏ xuất hiện ở tại hải ngoại. Và trong quá khứ, cái chủ trương đó đã thể hiện ở thành hành động. Bởi vì đã có nhiều lần qua tại Seattle, tôi, Nguyễn Đình Sài, tổ chức những cuộc biểu tình
chẳng hạn như là chống Phan Văn Khải với cả hàng ngàn đồng bào tham dự biểu tình trên các đại lộ của thành phố Seattle, không cho phép bất cứ một du sinh nào mà muốn trường cờ đỏ. Và họ đã vui vẻ, đó là điều chúng tôi rất là nhỏ, họ vui vẻ chấp nhận điều kiện đó và họ đã biểu tình dưới bóng cờ vàng. Họ rất hân hoan và họ cho rằng đó là nghĩa vụ của họ. Cho nên tôi khuyến khích ở tại hải ngoại, bất cứ cuộc biểu tình nào ở tại hải ngoại cũng không thể lý do gì nêu ra cái quyền lợi gọi là của đất nước để chống ngoại xâm, để mà cho phép những kẻ trá ngụy có thể xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam hải ngoại được. Câu trả lời của tôi dứt khoát như vậy. Trong cái kinh nghiệm mà làm việc tại Seattle, mà như kỹ sư Nguyễn Đình Dài nói đó, thì chúng ta nhận thấy đó, có một số những cái tổ chức chính trị như là anh Nguyễn Đình Dài vừa nói đó, thì cái đó là một trong những cái phân tích đôi khi chúng ta thấy rằng cái phương thức họ đưa ra đó là cái phương thức ví dụ như là bất bạo động. Thì trong cái bối cảnh đoàn kết để phân biệt rõ bạn và thù đó, mà để cứu quốc đó, thì theo anh Sài, cái kế hoạch nào có thể khả thi được? Đối với tôi, chủ trương bất bạo động nó rất là cần thiết, nhưng mà không phải là chủ trương duy nhất hay là đầy đủ hữu hiệu nhất, ắt có và đủ để mà tiến hành công cuộc cứu nước. Bởi vì chủ trương bất bạo động mà không làm gì khác cả thì sẽ đưa ra hai ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng thứ nhất là làm cho Đảng Cộng sản yên tâm rằng sẽ không có một lực lượng nào chống lại chúng, và nếu cần thì chúng sẽ thẳng tay đàn áp bất cứ một cá nhân hay một tập thể nào có tính cách là đe dọa cái sự hiện hữu của Đảng Cộng sản. Cái nguy hiểm của Đảng ở bất bạo động là chỗ đó. Về cái ảnh hưởng thứ hai là đấu tranh bất bạo động chỉ có căn dựa vào đồng bào đứng dậy mà thôi thì có thể có hữu hiệu là các nơi khác mà chế độ mặc dầu độc tài cũng không tàn ác như Đảng Việt Cộng. Ngược lại, Đảng Việt Cộng và Trung Cộng vô cùng tàn ác như chúng ta đã thấy bao nhiêu năm qua. Điểm thứ kế tiếp là các chế độ độc tài các nơi họ còn bị áp lực rất là mạnh mẽ từ quốc tế, nhưng Đảng Việt Cộng hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng. Điểm mấu chốt là đó. Thì khi Đảng Việt Cộng hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng mà người dân chỉ căn cứ vào bất bạo động để mà chống đối chế độ Việt Cộng thôi, thì Trung Cộng sẽ mặc sức mà tung hoành và càng khống chế dân tộc Việt Nam nữa. Cho nên ngoài cuộc cách mạng dựa trên bất bạo động, bởi vì ở trong nước không còn cách nào hơn để biểu thị cái công cuộc kháng cộng một cách có hệ thống, nhất là về vấn đề quân sự họ không thể làm được như vậy, thì bắt buộc họ phải theo cái đường lối đó. Nhưng mà 3 triệu người Việt hải ngoại có rất nhiều cách khác ngoài cách bất bạo động để mà tiến hành công cuộc đấu tranh. Mà có một số tổ chức lại chủ trương rằng người Việt hải ngoại không cần thiết. Người Việt hải ngoại, lực lượng người Việt hải ngoại không quan trọng, mà chỉ nhắm vào lực lượng của 80 triệu đồng bào ở trong nước thôi. Thì cái đó là một cái sự ngụy biện, một sự trá ngụy, và có nhằm mục đích chia rẽ cái tinh thần đấu tranh giữa người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Trên thực tế, đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại là một, và cuộc đấu tranh phải có tính cách hồ tướng. Cuộc đấu tranh này
ở trong nước làm cái bổn phận của họ, nhưng hải ngoại cũng có bổn phận tích cực, nhiều khi còn hữu hiệu hơn. Lý do là bởi vì hải ngoại mặc dù ít, nhưng mà hải ngoại có được một cái tài nguyên rất hùng mạnh và có cái điều kiện về quốc tế vận rất cao. Người trong nước thấp cổ bé miệng không thể làm được điều đó. Thành ra chúng tôi đưa ra cái ý thức hệ dân tộc và vẫn tận dụng cái sức mạnh của đồng bào trong cũng như ngoài nước. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngay bây giờ trong cuộc phỏng vấn này đấy, thì chúng tôi không thể trình bày chi tiết được. Thì hy vọng một lúc nào đó điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ trình bày rất chi tiết về làm thế nào để tiến hành cái công cuộc đấu tranh ở tại hải ngoại mà hữu hiệu, chứ không có tính cách ngụy danh và tìm cách lưu ngụ đồng bào, mà tiến hành với điều kiện là vận dụng tối đa cái sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Thì tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại không thể bị lưu ngụ bởi những cái người mà chỉ chủ trương đấu tranh một cách ôn hòa rồi hát những bài hát rồi thì về nhà không biết mình làm được một cái việc gì cả. Tuổi trẻ hải ngoại phải được hướng dẫn đấu tranh tích cực hơn, phải được hướng dẫn để tìm hiểu rõ ràng thế nào là công cuộc đấu tranh, kể cả hy sinh đi theo những bậc tiền nhân mà có thể nói là ngay cả cái sinh mạng của họ đã được hy sinh vì cái nguyện vọng giải quyết vấn đề vấn nạn của đất nước. Tuổi trẻ hiện nay phải làm theo đường đó, và tôi tin chắc rằng với cái sự huấn luyện và với những cái khuyến cáo một cách hữu lý thì tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng để nhận lãnh những cái công cuộc đó, những cái trách nhiệm đó với non sông của đất nước. Thưa anh Sài, qua cái kinh nghiệm của những thập niên, bước vào thập niên 50 đó, khi Cộng sản lấy cái chiêu bài chống Pháp, thưa anh, tất cả những người quốc gia yêu nước nói chung đã ngồi lại và cuối cùng là đều bị lừa hết, kể cả những cái thập niên 70. Đến bây giờ, qua cái chiêu bài cứu quốc chống Trung Cộng cũng kêu gọi đoàn kết và đại đoàn kết, anh có thể nghe là chia sẻ cũng như là nhận định trong cái lĩnh vực mình đã gặp bị lừa trong tương lai, và hiện nay họ sử dụng đúng cái phương thức đó trở lại, cái phần nhận định của anh, đoàn kết, đại đoàn kết, cứu quốc, để rồi cuối cùng tất cả là như cái thời kỳ chống Pháp. Cái đó là cái điều mà tuổi trẻ có thể muốn nghe anh. Vâng, cái đó cũng là một cái điều quan tâm rất là thống thiết của những người có tâm huyết đối với đất nước, mà bây giờ nó tái diễn lại hoàn toàn, nó giống như trong tình trạng quá khứ vẫn tiếp tục bị Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng và lừa gạt. Mà song song với đó, người Cộng sản Việt Nam không bao giờ, cán bộ Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại không bao giờ lộ diện là Cộng sản Việt Nam, mà ngụy danh làm là những người quốc gia, nhưng mà lại tuyên truyền cho chủ trương của Việt Cộng. Vấn đề đại đoàn kết là cần phải hy sinh tất cả mọi cái sự khác biệt về tư tưởng để hợp nhất với nhau, nhưng mà dưới cái sự lèo lái của Việt Cộng. Và song song với cái điều đó, bên trong chúng tiêu diệt những ý chí kháng cộng của đích thực. Cái ngày hôm nay đã trải qua đó, cũng giống như kinh nghiệm của Việt Nam Quốc dân Đảng và các quốc gia ngày trước. Nói là sẽ có một chính phủ liên kết với nhau lập ra, nhưng mà bên trong là Việt Nam Quốc dân Đảng càng ngày càng bị tàn hại đi. Ngày hôm nay cái tình trạng đó là tái diễn trở lại. Và người Việt Nam, các đảng phái Việt Nam, những nhà cách mạng cần phải nhận định rõ cái việc đó để hướng dẫn tuổi trẻ. Để thấy rằng bất cứ một cái hình thức nào mà gọi là hợp tác với Việt Cộng bằng cách là đi về Việt Nam chỉ đấu tranh cho dân oan, cái khơi khơi như vậy đó,
thì là sẽ mang lại. Vâng, chúng ta nên... còn chúng ta còn hơn một phút nữa. Vâng. Chúng tôi xin những lời kết của Nguyễn Đình Dài trong chương trình phỏng vấn hôm nay. À, vâng, rất tiếc là không có cơ hội để mà nói chuyện dài. Thì trước hết tôi xin được cảm ơn anh Bùi Dương Liêm đã cho cái cơ hội là gặp gỡ anh và các khán thính giả của đài truyền hình để nói lên đi cái tâm huyết của mình đối với trước cái hoàn cảnh rất là nguy ngập của đất nước và cái cơ hội đấu tranh để có thể cứu nước được theo cái phạm vi khả năng của mình, hết sức hết lòng. Thì muốn như vậy phải truyền bá những quan điểm chính đáng để cứu nước. Thì đây là một điều rất là hân hạnh đối với chúng tôi. Ước mong là trong tương lai chúng ta sẽ có cái cơ hội để hợp tác thiết thực hơn. Và tôi không ngại gì trong hoàn cảnh này có cơ hội giống như các năm trước đi khắp nơi các thành phố lớn do đồng bào mời gọi để thuyết trình về các kế hoạch mà tôi đã nghiên cẩm và đã viết ra từ bao năm qua. Thì với cái điều đó tôi xin được hân hạnh kính chúc đồng bào, kính chúc quý khán thính giả một thời gian còn lại cuối cuộc đời của mình luôn nghĩ lại đất nước, nhưng mà một mặt khác cũng xin chúc quý vị được an lành, hạnh phúc. Bùi Dương Liêm xin được cảm ơn Nguyễn Đình Dài sau một thời gian dài, phải nói là gần nửa thế kỷ gặp được anh. Chúc anh trở về Seattle được bình an, cũng như chúng tôi ở vùng Hoa Thành Đốn và đồng môn ở tại Hoa Thành Đốn xin được lời kính gửi lời thăm chị Dài. Được biết trong những năm vừa qua chị không được khỏe lắm, xin được gửi lời thăm chị. Cảm ơn anh Liêm và xin cho gửi lời cảm ơn chị Bùi Dương Liêm. Chương trình phỏng vấn với Tim Hiểu xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã về, và đặc biệt trong chương trình hôm nay chúng tôi được tiếp chuyện với anh Nguyễn Đình Dài. Chương trình phỏng vấn với Tim Hiểu xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.